Để bảo đảm mỹ quan môi trường, văn minh đô thị, thời gian qua, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã nỗ lực từng bước xóa dần các điểm tập kết rác thải tạm. Đây là cố gắng rất lớn của đơn vị trong bối cảnh thành phố chưa có nhiều trạm trung chuyển rác thải tập trung. Đây là điểm tập kết rác thải tạm nằm ở góc ngã tư bờ hồ Thạc Chán, Bình Trung, khu vực trung tâm và đông đúc dân cư. Hàng ngày gần 100 thùng rác với hơn 17 tấn rác thải được tập trung về đây, chờ xe cơ giới nâng gấp trở về bãi rác Khánh Sơn. Thực tế này đã phát sinh ô nhiễm mùi hôi và ảnh hưởng cảnh quan nghiêm trọng. Mới đây, đơn vị chức năng đã xóa bỏ điểm tập kết rác này. Mấy bữa rác hôi lắm, buổi trưa mà coi như xa nó lấy rác chịu không nổi. Tập rác nó giờ hết đi rồi thấy sạch sẽ mà đẹp đẽ mất. Bà con đây phấn khởi lắm. Giải tỏa được cái bãi rác đó thì nó đúng là tuyệt vời. Vì xung quanh ở đây là cái phong cảnh của cái hồ, cái bờ hồ Thạc Chán này rất là view. Nhưng mà giải phóng được cái bãi rác đó, bên cạnh đó những cái vườn cây này mà nó làm lại cho nó đàng hoàng tí thì ok. Khu vực này là khu vực thể dục buổi sáng rất là nhiều người cao tuổi họ thể dục. Để xóa được điểm tập kết rác này, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã bố trí 7 xe cơ giới loại 7 tấn đi thu gom rác thải trực tiếp, tăng cường nhân lực và phương tiện. Theo đó, công nhân đi lấy rác thải trong các kiệt hẻm, chuyển đa đợi sẵn ở một số vị trí nhất định trên các tuyến đường, xe cơ giới đến nâng gấp trực tiếp. Chúng tôi dùng xe buýt, tức là đấu từng anh em thu gom rác dân trong các kiệt hẻm. Khi ra đầu kiệt, đăng ký xe của chúng tôi xây dựng theo giờ và đến là đóng những cái xe rác tại cái đầu kiệt đó, giảm thiểu được cái tập kết tập trung nhiều thùng tại một điểm. Về chi phí thì không tốn nhân công, nhưng mà thời gian nó sẽ kéo dài ra một tí so với người lao động. Phương tiện thì phải đảm bảo hơn, tức là phương tiện phải là phương tiện mới, sạch sẽ, vệ sinh thường xuyên để tuân thủ đúng cái lịch trình mà thu gom theo cái lộ trình xe buýt theo giờ mình đã xây dựng phương án đó. Còn đây là khu vực đường Bình Minh 9, quận Hải Châu, nằm gần bờ sông Hàn. Trước đây nơi này có khoảng 40 thùng rác với khối lượng rác khoảng 21 tấn một ngày và số lượng xe vận chuyển rác đến thu gom rác tại đây là 6 lần một ngày. Do tập kết rác có quy mô lớn nên gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường xung quanh. Hiện điểm tập kết này cũng đã được xóa sổ. Sau khi xóa cái điểm này là bắt đầu từ tháng 4. Tháng 4 năm 2020 thì công ty xóa cái điểm này và công ty đã đầu tư xe 1,5 tấn để đi các cái lộ trình mà 12 công nhân này đã thu gom ở trong các khu dân cư. Thì cơ bản hiện nay á, cái khu này nó chỉ còn là 3 công nhân, người ta điểm tập kết là 3 thùng ở đây với lại khoảng cỡ 3 thùng của cái công nhân duy trì, của các chị duy trì ở khu vực này. Thì đến bây giờ thì khu vực Bình Minh này đã được cải thiện và được địa phương, đặc biệt là quận Hải Châu đánh giá cao. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng cho biết cách đây 5 năm, trên toàn địa bàn thành phố có hơn 300 điểm tập kết rác thải, thì hiện nay giảm còn 137 điểm. Riêng quận Hải Châu từ 12 điểm giảm còn 3 điểm, quận Thanh Khê giảm còn 4 điểm. Đây là lộ trình quan trọng để đơn vị hướng đến mục tiêu cơ giới hóa trong công tác thu gom xử lý rác thải trên địa bàn thành phố, đảm bảo văn minh đô thị.